Đây chính là Shadow Showdown Structure Deck, bộ bài được Konami vinh danh là bộ bài chiến thuật xuất sắc nhất mọi thời đại. Nhắc tới Shadow thì các bạn nào đã chơi lâu cũng biết đây không phải là một tộc quái thú mới, mà nó đã xuất hiện từ năm 2014 trong hộp bài là Duelist Alliance, và tiếp tục trong 6 năm nó vẫn được Konami hỗ trợ đều đặn. Và trong năm 2020 này, chúng ta có luôn một cái Structure Deck, một bài hoàn chỉnh dành cho người chơi chuyên nghiệp. Có thể nói thiết kế của các quái thú Shadow rất đẹp. Chữ Shadow được tạo thành từ hai chữ Shadow, bóng tối, và Dawn nghĩa là búp bê. Búp bê ở đây để chỉ mấy con rối có dây, và người ở trên cao sẽ giật mấy cọng dây để điều khiển con rối này. Tạo hình của mấy con Shadow cũng vậy các bạn. Bạn nhìn thấy hình ảnh các quái thú có rất nhiều dây nhợ quấn xung quanh. Các quái thú Shadow cấp cao hơn thì được gọi là El Shadow. Cái tên El Shaddai này gần giống với chữ là El Shaddai, là tên gọi của thiên chúa của người Do Thái. Trở lại với Structure Deck Shadow Showdown của chúng ta, đây là cái Structure Deck dày nhất mà mình từng cầm trên tay, với 49 lá bài trong một hộp và có tới 8 lá bài trong Extra Deck. Theo lời mô tả Konami thì đây được gọi là bộ bài chiến thuật xuất sắc nhất mọi thời đại của Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. Trên tay của mình lúc này đó chính là Shadow Showdown Structure Deck, bộ bài dành cho người chơi chuyên nghiệp. Ở hộp này thì mình được bạn Trần Vũ Nghĩa Kiên Giang cho mình mượn để review cho các bạn cùng xem nha. Đây là mặt trước của sản phẩm với hình ảnh là ba quái thú chủ lực đó các bạn. Cạnh bên sẽ là tem phân phối bởi M2 Deal Store. Thì nếu các bạn mua ở M2 Deal Store thì sẽ có cái tem này. Ở phần mặt sau thì quá chừng chữ nghĩa luôn các bạn ơi. Rồi mình sẽ tiến hành mở hộp đây. Đầu tiên là một cái bàn đấu in hình các quái thú tiêu biểu chủ lực của bộ bài Shadow đó các bạn. Mặt sau sẽ là hướng dẫn cách chơi bộ bài. Các bạn chưa chơi bài này bao giờ thì nhớ đọc kỹ nha các bạn. Cái lá bài ở cục giữa này các bạn, đó chính là các lá bài bổ trợ thêm sức mạnh để các bạn tùy cơ ứng biến với tình huống mà các bạn gặp phải. Phần bên phải thì ở đây sẽ giới thiệu chúng ta về các booster pack hay là các sản phẩm mà các bạn cần mua để bổ sung sức mạnh cho bài Shadow. Thì ở đây sẽ có là Ascent Assault các bạn và Chaos Impact. Bên cạnh đó thì cần thêm là Rising Rampage và ở đây là Deal Devastator. Các sản phẩm này thì hiện tại đang còn ở website m2dealstore.com. Thì nếu mua hộp này thì mình nghĩ là các bạn nên mua thêm pack nữa. Về phụ kiện thì bây giờ trong hộp bên Anh nó chỉ còn có như vậy thôi các bạn, một cái bàn đấu duy nhất. Nếu các bạn mua hộp ở bên Mỹ thì nó sẽ còn đầy đủ luôn, bao gồm sách hướng dẫn. Còn cái quyển sách hướng dẫn thì Konami Anh Quốc đã gộp nó thành một cái miếng giấy nhỏ ở phía sau bộ bài rồi. Bạn nào thích thì có thể dùng điện thoại quét cái mã này để mà tải sách về. Mình sẽ quét thử cho bạn coi luôn nha. Để điện thoại mà các bạn, nó sẽ hiện ra cái link ở đây. Và mình sẽ truy cập vào website của Konami UK. Và ở đây sẽ có link để cho các bạn tải về hai cái quyển sách. Ở đây là Beginner Guide, còn ở đây là Runebook. Ví dụ Beginner Guide thì mình có thể bấm vào đây để xem cái quyển sách đầy đủ nha các bạn, phiên bản tiếng Anh luôn. Đây các bạn, mình thấy cầm sách đọc lên tay thì nó vẫn thích hơn là coi điện thoại như thế này. Rồi bây giờ hãy cùng trở lại với bài của chúng ta. Mình sẽ khui cái siêu niêm phong để xem các lá bài nha các bạn. Cái siêu đã mất tiêu rồi. Lá bài đầu tiên trong một bài Trigger Death Shadow Showdown đó chính là quái thú El Shadow Rista, với khả năng vô hiệu hóa sự triệu hồi quái thú của đối phương, đồng thời cho phép bạn lấy lại ma pháp cầm 7 Shadow từ mộ về tay. Lá bài kế tiếp chúng ta sẽ có đó chính là El Shadow Afkalon, quái thú Shadow mới mà chỉ có trong hộp này thôi. Sức tấn công là 2500 và phòng thủ là 2000, đồng thời sẽ không bị tiêu diệt trong chiến đấu, ghê he. Hơn nữa nó sẽ có thêm hai hiệu ứng nữa, đó là vô hiệu hóa effect của một lá bài trên sân, hai là lấy bài có chữ Shadow từ bộ bài hoặc là từ mộ lên tay nếu như quái thú El Shadow Afkalon này bị đưa xuống mộ. Hiệu ứng thì mình dịch đơn giản thôi nha. Các bạn chơi nhớ đọc lại để biết đầy đủ các điều kiện. Chủ yếu là mình muốn nói về sức mạnh của các lá bài thôi. Đây sẽ là El Shadow Construct, chủ lực mạnh nhất của bộ bài, mạnh tới nỗi bị cấm mấy mùa luôn đó các bạn. Bây giờ thì được chơi rồi. Nếu nó chiến đấu với quái thú mà đối phương triệu hồi đặc biệt thì tiêu diệt quái thú đó. Lý tưởng nhất thì các bạn nên lấy con Blue Eye Chaos Mark Dragon mà đánh con El Shadow Construct này. Nó sẽ có thêm một hiệu ứng nữa là lấy ma pháp cạm bẫy từ mộ lên tay, giống với lại con El Shadow Afkalon vừa mới qua. Chúng sẽ có đây là Cast Shadow Chaos, một quái thú với Blip Effect. Để dùng hiệu ứng này thì các bạn cần úp nó xuống sân, rồi chờ nó bị đánh sẽ lật lên, hoặc các bạn sẽ chủ động lật lên trong lượt kế tiếp. Khi bị lật lên như vậy thì hiệu ứng Blip Effect sẽ được kích hoạt, cho phép bạn triệu hồi đặc biệt một quái thú Shadow từ tay ở trạng thái ngửa hoặc là thủ úp, tùy ý. Trường hợp mà các bạn không có xài hiệu ứng này thì vẫn còn một hiệu ứng thứ hai, đó là khi Cast Shadow Chaos bị đưa xuống mộ, bạn có thể gửi một con Shadow từ tay xuống mộ để tất cả quái thú ở trên sân của các bạn sẽ được cộng thêm sức tấn công bằng với số sao của quái thú gửi xuống nhân 100. Tiếp tục chúng ta sẽ có là Re Shadow Windy với công 1500 và thủ 1000. Nó có hiệu ứng flip giống với lại Cast Shadow Chaos. Hiệu ứng thứ hai thì có khác một chút,
Thay vì gửi Sauron xuống mộ như con cát thì Re-Sauron Wendy cho phép bạn triệu hồi đặc biệt một con Sauron từ bộ bài ra sân ở trạng thái thủ úp trừ con Wendy này. Các bạn nhớ cho đối phương xem quái thú được triệu hồi là gì rồi mới úp xuống nha. Lá bài kế tiếp đây sẽ là Niel-Sauron Ariel. Hiệu ứng Blip cho phép các bạn chọn một Sauron bị loại bỏ khỏi cuộc chơi và triệu hồi về sân ở trạng thái thủ ngửa hoặc là thủ úp. Nếu bạn không dùng hiệu ứng 1 này thì vẫn còn hiệu ứng thứ 2 của Niel-Sauron Ariel giúp bạn loại bỏ đi 3 lá bài ở dưới 1. Ở đây tính luôn 1 của đối phương nha các bạn. Chúng ta sẽ có là Re-Sauron Incarnation, cạm bẫy mới tinh luôn nha. Hiệu ứng chính của nó là triệu hồi Sauron từ mộ trở về sân hoặc chuyển quái thú của bạn đang thủ ngửa thành thủ úp hoặc là thủ úp thành thủ ngửa. Rất là linh động. Chúng ta sẽ có là El-Sauron Winda. Đây các bạn, El-Sauron Winda. Hiệu ứng của nó sẽ gần giống với lại con El-Sauron Apkhalon nhưng sẽ không bị tiêu diệt bởi kẻ phép. Đồng thời, khi nó hiện hữu ở trên sân thì cả hai người chơi chỉ được thực hiện việc triệu hồi đặc biệt một lần mỗi lượt mà thôi. El-Sauron Winda cũng sẽ có hiệu ứng là lấy ma pháp cạm bẫy từ dưới mộ về tây. Tiếp tục, chúng ta sẽ có là El-Sauron Sekhinaga với khả năng vô hiệu hóa sự kích hoạt hiệu ứng của quái thú đối phương, đồng thời tiêu diệt luôn quái thú đó. Giống với lại El-Sauron Winda, bạn có thể lấy ma pháp cạm bẫy từ dưới mộ về tây nếu như El-Sauron Sekhinaga này bị đưa xuống mộ. Lá bài kế tiếp chúng ta sẽ có là Sauron Fusion, ma pháp dung hợp dành riêng cho bộ bài Sauron, dùng nguyên liệu từ tây hoặc là ở trên sân. Cái nhảm nhí nhất dành cho đối thủ là nếu đối thủ của bạn có quái thú triệu hồi đặc biệt từ Etrades thì bạn có thể lấy quái thú đó làm nguyên liệu dung hợp để ra Sauron luôn. The best cà khịa forever. Tổng cộng chúng ta sẽ có đến 10 lá chiếu luôn các bạn, 7 lá super rare và 3 lá bài là ultra rare. Chúng sẽ có là Sauron Falcon, chim ưng. Hiệu ứng của nó cũng có nét tương đồng với lại mấy con trùm ở phía trước đó các bạn, giúp các bạn triệu hồi quái thú ra sân ở trạng thái là thủ úp. Chúng ta sẽ có là Sauron Hedgehog, nhím gai, cho phép bạn lấy Sauron Deltrap hoặc là Sauron quái thú từ trong bộ bài lên tây. Chúng ta sẽ có ở đây là Sauron Squamata, trái bí đao. Nhìn không có giống trái bí đao chút nào đúng không các bạn? Hình dáng ban đầu của nó là quái thú Satellanai Unukahai. Hiệu ứng flip giúp các bạn tiêu diệt quái thú và hiệu ứng gửi bài Sauron xuống mộ. Chúng ta sẽ có là Sauron Dragon, Sauron rồng. Hiệu ứng flip đưa quái thú của đối phương về tay và hiệu ứng tiêu diệt ma pháp cầm bẫy trên sân. Đây là Sauron Speed, thú, level 5, cho phép bạn rút 2 lá bài mới về và discard 1 lá bài từ tay. Còn nếu như nó bị gửi xuống mộ thì bạn có thể rút 1 lá bài mới lên tay. Chúng ta sẽ có là Sauron Hound, chó săn. Hiệu ứng flip cho phép bạn lấy Sauron từ bài lên tay. Nếu lá bài này mà bị gửi xuống mộ thì bạn có thể thay đổi trạng thái tấn công của một quái thú trên sân. Chúng ta sẽ có một quái thú Pendulum là Sauron Sepragana với scale 1. Hiệu ứng Pendulum của nó sẽ giới hạn chỉ cho phép bạn triệu hồi Pendulum quái thú Sauron và Sepra mà thôi. Lá sau lá này sẽ là một quái thú scale 7 nữa, nên tầm triệu hồi của các bạn sẽ là từ level 2 đến level 5, rất có lợi cho Sauron. Sauron Sepragana được triệu hồi Pendulum hay bị gửi xuống mộ thì nó có thể làm cho một lá bài ở vùng Pendulum Zone trở về tây. Đây là Sauron Sepracor mà mình có nhắc tới phía trước, cho phép bạn triệu hồi một quái thú Sepra đang ở vùng Pendulum Zone trên sân nếu Sauron Sepracor được triệu hồi Pendulum hay là bị gửi xuống mộ. Lá bài kế tiếp đó chính là Black Luther Soldier Envoy Beginning. Quá quen hay các bạn. Mình khỏi phải nói effect nha. Trong bộ bài thì có rất là nhiều quái thú hệ bóng tối và ánh sáng làm nguyên liệu để triệu hồi ra con này cũng rất là dễ dàng. Chúng ta sẽ có đây là Lava Golem, triệu hồi lên vào sân của đối phương bằng cách hiến tế hai quái thú mà họ điều khiển. Mỗi standby phase của bạn, người điều khiển quái thú này sẽ nhận 1000 thiệt hại vào điểm gốc. Lá bài kế tiếp là Dark Arm Dragon, lá bài không thể thiếu ở bất kỳ bộ bài bóng tối nào. Chúng ta sẽ có là Fairy Tail Slipper, đây sẽ là Performance Strict Cloud. Chúng ta sẽ có là Armageddon Knight. Khi lá bài triệu hồi thì bạn có thể gửi quái thú bóng tối từ trong bộ bài xuống mộ. Chúng ta sẽ có là Felix Lightworn Archer, đây sẽ là Electromagnetic Turtle. Và Madam Magician, nhà toán học. Chúng ta sẽ có là Kuri Bandit, đây sẽ là Pero Pero Cyberus, cho phép bạn tiêu diệt một lá bài ở trên sân bằng cách loại bỏ đi lá bài này ở dưới mộ khi bạn nhận thiệt hại từ chiến đấu hay là bởi một hiệu ứng nào đó. Các bạn cũng sẽ thấy là các lá bài hỗ trợ của chúng ta sẽ có hai nhiệm vụ. Một là xài các hiệu ứng riêng biệt phù hợp với tình huống trận đấu, và hai là dùng làm nguyên liệu để dung hợp ra các quái thú El-Sauron. Bây giờ là tới các lá bài ma pháp cạm bẫy nha các bạn. Lá bài ma pháp môi trường Curse of the Shadow Prison xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2014 với 3 hiệu ứng chính. Thứ nhất, khi các quái thú Sauron bị gửi xuống mộ bởi kẻ phép thì bạn có thể đặt lá bài này một cái counter. Nếu các bạn chưa biết counter là gì thì các bạn có thể xem lại video hướng dẫn cách chơi bộ bài Order of the Spellcaster nha. Hiệu ứng thứ hai, quái thú của đối phương sẽ bị trừ 100 công cho mỗi counter đặt lên trên lá bài Curse of the Shadow Prison này. Hiệu ứng thứ ba, khi bạn triệu hồi dung hợp quái thú Sauron, bạn có thể bỏ đi 3 counter trên lá bài này để lấy một quái thú của đối phương làm nguyên liệu dung hợp. Hiệu ứng rất là được đúng không các bạn?
Hình vẽ trên lá bài này các bạn sẽ thấy là quái thú Satella Knight Unukahai bị kéo xuống mặt đất để biến thành Sauron bí đao. Thế lực có khả năng kéo quái thú xuống lòng đất thì chút nữa các bạn sẽ gặp nha. Đây là ma pháp nhanh Elsauron Fusion. Nó cũng giống với lá Sauron Fusion đã thấy ở phía trước, chỉ là không lấy được quái thú của đối phương mà thôi. Ma pháp trang bị Nephi Sauron Fusion. Quái thú Sauron được trang bị bởi lá bài này sẽ có được hệ như bạn mong muốn. Ví dụ như là hệ đất, này, hệ ánh sáng, hệ lửa, hệ gió tùy ý. Đồng thời trong main phase 1, bạn có thể dung hợp ra quái thú Sauron dùng nguyên liệu là quái thú được trang bị bởi lá Nephi Sauron Fusion này. Chúng ta sẽ có là Super Polymerization. Giá lẻ của riêng một mình nó thôi đã là hơn 50.000 rồi đó các bạn. Lần gần nhất thì được phát hành vào năm 2014, tức là cách đây 6 năm. Hiệu ứng của nó thì không có gì phải chê hết. Discard một lá bài, triệu hồi dung hợp quái thú từ Estrades dùng nguyên liệu là quái thú trên sân của cả hai người chơi, và không có bất kỳ hiệu ứng nào được phép ngăn cản hiệu ứng của lá bài này. Quá dữ luôn. Các bạn có mua cái Estrades thì nhớ giữ kỹ lá bài này nha các bạn. Chúng ta sẽ có là Intense Fusion, dung hợp theo phong cách mì ăn liền. Giá mỗi ly mì này là 1.000 điểm gốc. Triệu hồi ra sân quái thú dung hợp level 5 hoặc thấp hơn, bị tiêu diệt vào cuối lượt và không được tấn công. Thường thì các bạn sẽ dùng lá này để gọi ra quái thú là Elsauron Winda đó các bạn. Lure of Darkness, giá bán lẻ ngang ngửa với lại Super Polymerization luôn. Đây lần thứ 10 lá bài được phát hành mà lần nào thì giá của nó cũng vẫn cao. Chúng ta sẽ có là Funless Burial, đây là Living Fossil, đây là Board of Avaray. Cho phép các bạn lấy 5 quái thú ở dưới mộ xào về trong bộ bài và rút lên 2 lá mới. Đây là Twin Twitter. Và về trap, chúng ta sẽ có đây là Sauron Score. Nguồn gốc của bầy Sauron chính là từ cái lõi này. Nó sẽ kéo các quái thú khác vào để mà hợp thể. Khi mà kích hoạt lá bài này thì bạn có thể triệu hồi nó lên sân để được xem như là một quái thú level 9, công 1450 và thủ 1950, hệ bóng tối. Nhưng nếu bạn dùng nó làm nguyên liệu dung hợp ra quái thú Sauron thì nó có thể được xem như là bất kỳ hệ nào. Nếu lá bài này mà bị gửi xuống mộ thì bạn có thể lấy Spell Strap Sauron từ mộ về tay nữa. Cạm bẫy thứ hai đó chính là Sinister Shadow Games, tái hiện lại trận đánh giữa tộc rồng Giang Dinh, đại diện là Suani và Bulao chống lại thế lực của Sauron nhưng mà thất bại. Cuối cùng thì Suani bị biến thành Sauron Dragon, còn Bulao thì thành thú cưỡi của Elsauron Winda. Câu chuyện thì rất là hay các bạn, nhưng mà nó rất là dài nên thôi để cái dịp khác rồi kể cho các bạn nghe nha. Sinister Shadow Game cần bạn gửi một lá bài Sauron từ bộ bài xuống mộ để mà lật tất cả các quái thú đang thủ úp trên sân trở thành thủ ngửa. Tất nhiên hiệu ứng flip của bài Sauron sẽ được kích hoạt đồng loạt. Lá bài này tên là Shadow chứ không phải là Sauron nha các bạn, do đó chỉ có thể rút bằng lượt rút bài mà thôi. Chúng ta sẽ có là Buri Sauron Ion, bỏ một quái thú Sauron xuống mộ để cộng cho một quái thú Sauron trên sân 1.000 công. Đây là Lost Wing. Chúng ta sẽ có là Unending Nightmare, Necro Fusion, Subterra Succession. Đây là Elsauron Wendigo nha các bạn. Chúng ta vẫn còn thêm những quái thú Sauron ở Estrades tới 8 con lận mà. Khi quái thú này được triệu hồi dung hợp thì bạn có thể chọn một quái thú mà bạn đang điều khiển. Trong lượt đó quái thú của bạn chọn sẽ không bị tiêu diệt khi chiến đấu với quái thú triệu hồi đặc biệt của đối phương. Chúng ta sẽ có là Elsauron Ionatilis. Theo cốt truyện đây là quái thú được hợp thể bởi con Elsauron Sekinaga với Infernoid Devati, trùm cuối cùng của Sauron. Thực tế khi mà chơi ở ngoài đời thì cái quái thú này các bạn nó sẽ không có được hữu dụng cho lắm. Cả hai người chơi không được phép triệu hồi quái thú từ trên tay hoặc là dưới mộ bằng Spell Trap. Lát cuối cùng là Sauron Construct, một quái thú linh 2 tạo thành bởi hai quái thú có hiệu ứng flip. Bạn sẽ thấy hình ảnh của Sauron Construct trước đây lúc vừa mới hình thành và được giữ bên trong cái hộp trên mình của quái thú là Infernoid Seti. Sauron Construct cho phép bạn triệu hồi dung hợp quái thú Sauron dùng nguyên liệu từ tay hoặc là trên sân của bạn. Nếu lá bài này ở dưới mộ thì bạn có thể gửi một lá bài Sauron ngửa trên sân hoặc là tay xuống mộ để triệu hồi Sauron Construct trở lại sân. Và chúng ta sẽ có là một cái tờ hướng dẫn về Yu-Gi-Oh! Dueling. Và đây là cái sách hướng dẫn được thu gọn các bạn. Đây nguyên cuốn sách giấy thật là dày, gọn lại còn cái tờ như thế này thôi. Theo đánh giá của mình thì Sauron Showdown thực sự là bộ bài mạnh và có thể nói là mạnh toàn diện từ dàn quái thú chủ lực cho đến các bài hỗ trợ luôn. Bạn có thể đặt ngay sản phẩm này tại website của m2deal.com để có giá tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.